Xin chào, chúc tất cả các bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng chúng tôi khám phá những kiến thức bổ ích trong video này nhé. Bạn đang sở hữu một chú cún đáng yêu chứ? Ồ, nếu vậy mình chắc chắn rằng bạn khá yêu quý động vật, đặc biệt là với loài chó đáng yêu này đấy. Và trong video tiếp theo của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn những loài chó hung dữ nhất hành tinh. Bạn có sợ không? Giống chó thứ nhất nhờ. Chúa tể của những dòng chó chiến Pitbull. Chúng là kết quả của quá trình lai tạo giữa hai giống chó là Bulldog và Terrier. Chúng bắt đầu được nhân giống tại Mỹ từ đầu thế kỷ 19. Ban đầu thì chó Pitbull được nhân giống với mục đích tạo ra dòng chó chiến với sức mạnh tuyệt đối. Chúng được sử dụng để tham gia các cuộc chiến đấu đẫm máu Bull Beer Betting do người bản địa tổ chức. Với chiều cao khoảng 45-60cm và cân nặng từ 18-32 cân, thì Pitbull là dòng chó có kích cỡ thân hình thuộc loại vừa và nhỏ đúng không nào? Và đây là khuôn mặt của chúng, trông khá lầm lì và hung dữ đấy. Đôi mắt đỏ ngầu, trợn ngược, đôi tai tam giác dựng thẳng, trán và gò má to gồ ghề. Và đây là mõm của chúng. Nhìn chúng cau mày này. Nó có thể khiến cho người đối diện khiếp sợ chỉ bằng một cái nhìn đấy. Tuy nhiên, Pitbull lại là giống chó rất thông minh. Chúng học hỏi nhanh nên việc huấn luyện mệnh lệnh khá dễ dàng. Nhưng cũng vì thông minh nên ban đầu, bạn sẽ rất khó nhận được sự phục tùng của giống chó này đấy. Chúng có thể quay ngược lại tấn công bạn. Tốt hơn hết, bạn nên nuôi giống chó này từ nhỏ để tạo cảm tình và sự trung thành nha. Giống chó thứ hai, chó Rottweiler. Chúng là giống chó săn gia súc xuất hiện ở Đức từ năm 1800. Tổ tiên của chúng là dòng chó ngao Ý từ thời La Mã cổ. Rottweiler là giống chó có thân hình to lớn và mạnh mẽ với hai dòng chính. Rottweiler dòng đại cao từ 61-70cm và cân nặng 35-60 cân. Rottweiler dòng trung cao dưới 60cm và cân nặng tối đa là 45 cân. Rottweiler nổi trội với bản tính mạnh mẽ, sự dũng cảm, lòng trung thành. Hãy cùng ngắm nhìn chúng nha. Rottweiler có tinh thần chiến đấu luôn ở mức cao nhất. Chúng luôn trong tư thế xù lông nhím, trở nên hung hãn và thậm chí là sẵn sàng trong tư thế tấn công nếu người lạ tiếp cận chúng. Theo một số liệu thống kê thì có hơn nửa số ca tử vong do chó tấn công, thủ phạm đầu tiên là ẻm gây ra. Bởi vậy, chúng cần một người chủ giỏi, cứng rắn để giúp nó hòa nhập tốt với môi trường xung quanh. Giống chó thứ ba, Wolf Dog. Bạn đừng hiểu nhầm là chó sói nha. Thật ra, loài chó này là con lai của chó nhà thuần chủng và chó sói hoang dã. Vì có một nửa gen là của chó sói nên bản tính của loài này rất hung dữ, có những hành động không lường trước được đâu. Đã có khá nhiều vụ người bị Wolf Dog tấn công, đặc biệt là trẻ em. Vậy bạn sẽ nuôi một chú Wolf Dog trong nhà chứ? Ồ không! Ở Na Uy và một số nước khác thì chính phủ đã cấm người dân sở hữu và nuôi dưỡng chúng rồi đấy. Và đây là giống chó thứ tư, chó chăn cừu Caucasian Osaka. Chúng có nguồn gốc từ Nga với thân hình to lớn và nặng tối thiểu 50 cân. Ồ, bạn thấy chúng thật sự to lớn chứ? Đúng vậy, ngay cả những con chó sói muốn tấn công đàn gia súc mà loài chó này đang canh giữ, chắc hẳn chúng sẽ phải suy nghĩ liệu mình có đấu lại nó không nhỉ? Cũng như những loài chó trên, Caucasian Osaka cũng là một đối tượng khá mạnh bạo, mất kiểm soát nếu như không được huấn luyện một cách bài bản. Tuy nhiên thì chúng rất trung thành và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ nhân đấy. Chó Doberman Pinscher. Được đánh giá là loài dễ kích động nhất trong giới chó, với khuôn mặt dữ tợn và tính cách vô cùng hung dữ, nên loài này luôn được các đối tượng mafia nuôi để canh giữ nhà cửa. Doberman Pinscher có khứu giác nhạy bén và thính giác cực kỳ tốt. Chiều cao của chúng khoảng 65-75cm và nặng khoảng 32-45 cân khi trưởng thành. Thân hình to lớn, bộ ngực cơ bắp, lưng dài thẳng và bụng nhỏ. Chúng có đôi chân dài và đùi rất cơ bắp và có lẽ chúng chạy rất nhanh đấy. Ngoài ra thì chúng là một giống chó rất hiếu chiến và hung dữ. Chúng luôn sẵn sàng tấn công mục tiêu một cách nhanh chóng. Đặc biệt là nó rất gan lì và không biết sợ hãi trước đối thủ nào đâu nha.
Cũng chính vì bản tính hung dữ này mà nhiều quốc gia đã cấm nuôi và nhân giống chúng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lo lắng quá nhé. Doberman rất biết nghe lời và trung thành với chủ nhân đấy. Chúng không tự động tấn công người một cách tự nhiên đâu. Thứ 6, chó Bull Terrier. Bạn đã từng nghe chó sục bò chưa? Chính là nó đấy. Chó Bull Terrier được gọi là chó sục bò, được lai tạo chủ yếu để chọi chó và làm nhiệm vụ bảo vệ. Hãy xem này. Nhìn mặt nó khá ngộ nghĩnh nên bạn sẽ nghĩ chúng hiền lành đúng không nào? Nhưng không phải đâu, chúng là con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn đấy. Ẩn sâu trong nó là một tính cách hiếu chiến và có thể giết chết một con chó béo dê Đức chỉ trong vài phút. Thứ 7, chó ngao Tây Tạng. Mệnh danh là chúa tể thảo nguyên khi sở hữu một thân hình to lớn và sức mạnh đáng kinh ngạc. Điểm chú ý loài này là lông khá dày. Bạn có đang nghĩ đến chiếc áo ấm bằng lông chó hay không? Hãy cùng ngắm nhìn nhá. Chúng rất giỏi trong việc bảo vệ lãnh thổ và tài sản, nhưng lại rất hung dữ với người lạ. Rất nhiều vụ tấn công người được ghi nhận từ loài chó này đấy. Thứ 8, chó Boxer. Bạn có phải là một người ưa thích boxing? Bạn đã từng thấy loài chó nào khi tấn công thường sử dụng hai chân trước để vồ như các võ sĩ quyền Anh chưa? Chính là chó Boxer đây. Thật thú vị đúng không nào? Nhưng khoan đã nhé, có lẽ bạn sẽ giật mình khi biết rằng chó Boxer là một loài vật rất cứng đầu và khó bảo nếu không được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Với bộ hàm cực khỏe và những cú cắn như ghim vào da thịt của đối phương, tin tôi đi, không ai muốn thử để cho chúng cắn một lần đâu. Thứ 10, chó Husky. Chúng được xem là hậu duệ của loài chó sói vì có hình dạng khá là giống. Hãy xem và so sánh nhé. Với năng lượng luôn tràn đầy nên chúng có dấu hiệu tăng động phá phách. Ở nước ta thì loài này rất được ưa thích nuôi để làm cảnh. Chúng sống rất tình cảm với chủ nhân. Nhưng bạn cần lưu ý là tính cách của chúng cũng khá bất thường nên không để chúng lại gần trẻ nhỏ nhé. Và cuối cùng là chó chăn cừu Anatoly. Theo mình thì chúng được xem là một trong 10 loài chó hung dữ nhất thế giới chó. Với thân hình to lớn từ 50 đến 60 cân, cao khoảng 70 cm, bởi vậy Anatoly dám đương đầu với cả loài báo săn. Vì có tiếng sủa to và sống thành bầy đàn nên chúng thường được nuôi để bảo vệ cừu và gia đình. Tuy nhiên chủ của nó phải huấn luyện một cách nghiêm khắc để chúng không cắn bậy và đảm đương nhiệm vụ một cách thành thục nhất. Trên đây là 10 loài chó hung dữ nhất hành tinh. Bạn thích giống chó nào? Hãy comment ở bên dưới nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng mình nha.